kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu thì hôm nay em xin được thay mặt cho nhóm nghiên cứu trình bày bài nghiên cứu là kết quả kiểm chuẩn chất lượng hình ảnh PET CT theo tiêu chuẩn ơn kinh nghiệm thực hành từ năm 2016 đến năm 2024 của khoa y học cá nhân bệnh viện trung ương quân đội 108. Đầu tiên như mọi người đã biết thì hình ảnh PET CT thì có uh, là một cái công cụ có giá trị sử dụng được ứng dụng rộng rãi trong chuẩn đoán các bệnh bệnh lý như là ung thư tim mạch hay là thần kinh hình ảnh PCT thì cung cấp các cái thông số định lượng và chuyển hóa FDG hết, hết sức quan trọng ví dụ như là SUV MTV hay là TLG hình ảnh PCT thì có thể bị ảnh hưởng bởi các nhiều các cái yếu tố uh, sinh học và kỹ thuật như ví dụ như là đường huyết nhiễu hình ảnh hay độ phân giải uh, vì vậy để đảm bảo cái chất lượng hình ảnh PCT này thì đã được các cái hãng sản xuất rất là quan tâm và quản lý rất là chặt chẽ. Từ trước đến nay thì có khá là nhiều các cái tài liệu đề cập đến cái việc đảm bảo uh, quản lý chất lượng PET uh, hình ảnh, uh, PES-CT có thể kể kể đến như là uh, tài liệu uh, cơ bản là tài liệu uh, Task Group 126 của IPEM, uh, các cái uh, tài liệu uh, tiêu chuẩn quốc tế ISO hay là mỗi hãng sản xuất thì có những cái công cụ và những cái tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá chất lượng của hệ thống của họ hay là các cái sách rất là cơ bản nói về y học cá nhân thì um, tuy nhiên thì các cái thiết bị uh, PET CT được cung cấp bởi rất là nhiều các cái hãng sản xuất trên thế giới với các cái đặc tính công nghệ cũng như là các cái phương thức tái tạo hình ảnh rất là khác nhau do đó thì đề xuất một cái tiêu chuẩn chất lượng hình ảnh áp dụng cho tất cả các cái thiết bị yếu, PCT, cho từ các cái trung tâm y học cá nhân uh, trên tất cả các thế giới là trên tất cả thế giới là rất là cần thiết thì trong bối cảnh đó thì từ những cái năm 2010 hiệp hội y học cá nhân châu Âu uh, và hiệp hội các nhà vật lý uh, Hoa Kỳ đã triển khai và thành lập cái chương trình ơn nhằm thúc đẩy các nghiên cứu đa trung tâm thì như vậy thì ơn là gì thì <laughs> Ơn được hiểu là một cái chứng nhận chất lượng thiết bị PET-CT nhằm chuẩn hóa các cái giá trị định lượng hình ảnh, thúc đẩy các cái nhằm dẫn tới là thúc đẩy các cái nghiên cứu y học hạt nhân đa trung tâm. Về uh, do vậy thì đưa đến cái mục tiêu, mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá cái kết quả đạt được sau khi kiểm tra chất lượng thiết bị PET-CT theo tiêu chuẩn Ơn tại khoa y học hạt nhân bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kinh nghiệm uh, và đưa ra những cái kinh nghiệm thực hành kiểm tra chất lượng thiết bị PET-CT. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì đối tượng ở đây là chất lượng hình ảnh uh, Uh, PET CT trên máy Discovery 710 của hãng sản xuất là GE Hoa Kỳ, địa điểm tại khoa y học cá nhân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và thời gian chúng tôi ghi nhận là từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024. Về tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị, thiết là thiết bị PET CT thì cần được phải được đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của nhà sản xuất yêu cầu. Quy trình vận hành thiết bị đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất và đơn vị sử dụng và quan trọng nhất là thiết bị được cấp phép hoạt động về phương pháp nghiên cứu thì để để được cái công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ơn ấy, thì các cái cơ sở có thiết bị PET -CT cần phải đảm bảo rằng là thiết bị phải thông qua hai cái bài kiểm tra chất lượng do ơn đưa ra và phải duy trì kết quả gửi gửi lại cho ơn theo từng quý và và năm chúng tôi thực hiện ghi nhận cái hình việc kiểm tra và và đánh giá thiết bị PET -CT Discovery 710 trong thời gian từ từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2024 về với bài kiểm tra đầu tiên và với việc kiểm tra kiểm soát chất lượng chung của thiết bị có cần phải hiệu chuẩn hay không thì theo hướng dẫn của ơn ấy, thì hướng dẫn rất là rõ ràng như mọi người có thể nhìn thấy ở trên bảng hướng dẫn từ vật liệu chuẩn bị hay là đến quy trình quét và tiêu chí đánh giá của bài kiểm tra này là đánh giá sự sai lệch giá trị SUV thực tế ghi nhận với cả giá trị SUV tính toán khi cơ sở được thông qua về mặt chất lượng về đầu vào qua bài kiểm tra đầu tiên thì ơn sẽ yêu cầu cơ sở thực hiện tiếp một bài kiểm tra quan trọng nữa là bài kiểm tra về chất lượng hình ảnh PET CT. Bài kiểm tra này thì yêu cầu sử dụng với một phantom đặc biệt là phantom Neymar. Phantom này thì được thiết kế dạng hình trụ nhựa có một khoang thân có thể lấp đầy và quan trọng nhất là có 6 quả cầu rỗng với đường kính lần lượt là 10 13 17 22 28 và 37 để đánh giá và tiêu chí đánh giá của uh, bài kiểm tra này là đánh giá các cái hệ số hồi phục SUV hình ảnh thông qua các cái hệ số RC như là SUV pick min hay là max. Uh, như đối với bài kiểm tra này thì mọi quy trình uh, mọi người có thể nhìn thấy đây là quy trình uh, của bài kiểm tra thứ hai và quan trọng lưu ý đối với hai bài kiểm tra này là mọi quy trình trong hai bài kiểm tra uh, gửi cho ơn này đều phải ghi nhận hình ảnh theo quy trình uh, chụp pet thường quy của của cơ sở đó và sau khi hoàn thành xong cái dữ liệu hình ảnh chụp phantom uh, thì ơn sẽ yêu cầu uh, cơ sở gửi dữ liệu hình ảnh vào cổng trang web online để phân tích kết quả và đánh giá thì đây uh, mọi người có thể nhìn thấy là uh, có hai giao diện để gửi kết quả theo hai bài kiểm tra bài kiểm tra thứ nhất và bài kiểm tra thứ hai thì uh, dữ liệu mà ơn yêu cầu là dữ liệu hình ảnh mang uh, là dữ liệu dicom và được nén dưới dạng ra là file zip loại hình ảnh thì là hình ảnh ct và hình ảnh pet Uh, bao gồm cả chưa hiệu chuẩn và file đã hiệu chuẩn. Quan trọng của việc này là cần phải uh, ghi rõ và chính xác về thời gian cũng như là hoạt động của dược chất phóng xạ. Về kết quả thì trong bài kiểm tra thứ nhất đối với phan tô mình trụ ấy, thì ơn sẽ đánh giá các cái sai số thông qua cái chỉ số là volumetric bias thì uh, volumetric SUV bias được hiểu là sự sai lệch có hệ thống trong các uh, giá trị SUV được đo được trong một thể tích nhất định hoặc là thể tích mô tổn thương thì công thức quý vị có thể nhìn thấy ở trên trên slide và cái tiêu chí đánh giá của volumetric SUV bias thì được yêu cầu với sự sai lệch là nhỏ hơn 10% các trên trên đây là một bảng kết quả của chúng tôi ghi nhận được từ tháng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024 thì các số liệu cho thấy là sự đồng đời đồng đều của chỉ số SUV BIAT. Các kết quả này thì đánh đều đạt yêu cầu dưới 10%, riêng thì có một cái chỉ số đầu tiên là 15,6% thì đã có giải thích về lý do sai số do nhập nhầm thời gian tiêm. Chỉ số này cho thấy là độ ổn định của thiết bị chúng tôi qua qua các năm là uh, có độ ổn định cao nhờ việc tuân thủ đúng các cái yêu cầu về kiểm soát chất lượng của thiết bị đối với bài kiểm tra thứ hai thì các chỉ số đánh giá là các cái chỉ số recovery confusion là thể hiện các cái khả năng của hệ thống pest trong việc hồi phục cái sự phân bố hoạt động của dược chất phóng xạ trong mô hình so với mô hình lý thuyết. Cụ thể thì RC được tính giữa hoạt độ đo được trong một vùng hay là thể khối u giữa hoạt độ thực tế và hoạt độ tính toán. Về tiêu chuẩn đánh giá hồi phục thì trên đây là một cái bảng mà Yeah. bảng tiêu chuẩn của ơn đưa ra và từ năm 2020 trở đi thì ơn yêu cầu các cái cơ sở cần phải tuân thủ theo tiêu chuẩn số 2 đối với cả thiết bị pesity discovery 710 tại khoa y học và nhân chúng tôi thì các số liệu được mô tả dưới bảng sau mọi người có thể nhìn thấy hình như dãy hình trên thì là một uh, kết quả minh họa của một bài kiểm tra chất lượng thứ hai theo đó thì những cái giá trị rc là giá trị hồi phục ấy, thì của các cái hình cầu phải nằm trong giới hạn màu vàng mà ơn yêu cầu đối với các cái kết quả trong thời gian uh, ghi nhận thì chúng tôi đánh giá rằng là với các cái quả cầu có kích thước lớn ấy SUV thì tương đối ổn định và xấp xỉ bằng bụt cho thấy là sẽ hệ thống phục hồi tốt với cả nồng độ hoạt động thực tế điều này thì cho thấy là hoạt động uh, hoạt động tốt với cả các cái thể tích lớn nơi mà các hiệu ứng phần thể tích nhỏ là không đáng kể tuy nhiên thì có một số các giá trị quả cầu lớn thì vượt ngưỡng giới hạn cho phép của ơn điều này có thể xảy ra do các yếu tố ảnh hưởng như của thiết bị ví dụ như là độ phân giải cao hay là chất lượng thiết bị có hay là chất lượng thiết bị hoặc là các cái hiệu ứng biên hay là hiệu ứng thể tích phần nhỏ tham gia vào đối với cả các cái quả cầu trung bình từ hai hạ từ 17 đến 22 mm thì có sự giảm nhẹ trong các cái giá trị hồi phục SUV điều này phản ánh hiệu ứng thể tích phần nhỏ trung bình tại đó là hệ thống bắt đầu mất dần đi một độ chính xác về việc xác định nồng độ thực tế đối với cả các kết quả cầu có kích thước nhỏ dưới 17mm ấy, có kết quả khá đồng đều qua các cái lần kiểm tra và đều nằm trong các vùng tiêu chuẩn của ơn điều này đảm bảo rằng thiết bị PES-CT của chúng tôi thì có độ ổn định và độ chính xác đảm bảo chất lượng đối với việc phát hiện ra phát hiện và đánh dấu các cái vùng thể tích nhỏ về kinh nghiệm thực hành và những yếu tố ảnh hưởng thì kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy là có một số các yếu tố trong cái quá trình chuẩn bị phan tôm hay là dược chất phóng xạ thì các cơ sở sẽ phải vệ sinh phan tôm hay là tránh các cái bọt khí trong quá trình ghi nhận hình ảnh hay là phải kiểm tra chính xác về các cái thông tin thời gian cũng như là hoạt độ về các cái yếu tố kỹ thuật thì phan tôm cần được phải cố định với setup đáp vị trí laser chuẩn này phải đảm bảo rằng hệ thống pcy đã được hiệu chuẩn trước về mặt chất lượng sau trước khi được đưa ra kiểm tra với cả Phantom thì kiểm tra thời gian trên máy chụp với cả thời gian thực tế có có đúng hay không. Vì kết luận thì cái việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng PET CT tại khoa y học hạt nhân bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì luôn được duy trì đảm bảo ổn định chất lượng theo thời gian được hiệp hội y học hạt nhân châu Âu công nhận. Việc đảm bảo các hệ số SUV với thể tích nhỏ chụp uh, với thiết bị PET CT của chúng tôi thì có độ có tính chính xác cao và phù hợp với cả các tiêu chí mà ơn đưa ra về kiến nghị thì chúng tôi có một số kiến nghị như là việc áp dụng uh, tiêu chuẩn ơn trong hệ thống PET CT đã góp phần đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ chính xác của các cái giá trị hấp thu tiêu chuẩn SUV so sánh và cung cấp với một chương trình đảm bảo chất lượng chung cho rất nhiều trung tâm ở trên thế giới tại Việt Nam thì việc áp dụng tiêu chuẩn ơn và đánh giá chất lượng máy PET CT là vô cùng thiết thực và có ý nghĩa đối với các cái trung tâm y học cá nhân tiêu chuẩn này thì đảm bảo chất lượng trong uh, việc chuẩn đoán lâm sàng và các nghiên cứu sử dụng hình ảnh PET CT sau này em xin hết em xin cảm ơn các quý đại đại biểu